Xin chào, năm trăm anh em đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Tôi đang viết nội dung cho một chủ đề khác, nhưng vẫn dành sự ưu tiên cho chương mục hỏi đáp này. Và đây là số đầu tiên, tôi sẽ cố gắng mỗi tháng có ít nhất một video về chủ đề này để được giao lưu sâu và rộng hơn với tất cả các anh em. Như đã nói trước đó, trong video này tôi sẽ giải đáp 10 bình luận là 10 câu hỏi được nhiều like nhất trong bài viết trên tag cộng đồng trước đó. Đầu tiên, tôi sẽ trả lời bình luận của bạn Mậu Khoa, một bình luận nhưng có tới 10 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, cho em hỏi, nếu như Kaido và Big Mom bại trận thì những sự kiện nào có khả năng xảy ra nhất? Như chúng ta đã biết, Tứ Hoàng cùng với Thất Vũ Hải và hệ thống hai quân tạo ra một thế chân vạc sức mạnh, tạo ra một sự cân bằng cho thế giới. Nhưng Thất Vũ Hải đã bị chính quyền thế giới xóa bỏ, thay vào đó là hệ thống SSG. Nếu liên minh của Big Mom Kaido bại trận thì sự cân bằng của thế giới One Piece sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Nó không chỉ ảnh hưởng tới hai tạc mà còn với cả chính quyền thế giới. Lúc đó, một trong những siêu tân tinh sẽ được gọi là Tứ Hoàng, thế chỗ trống của Big Mom hoặc Kaido. Tôi nghiêng về việc Kaido bị hạ bệ hơn. Tiến sĩ Vegapunk cũng sẽ lộ mặt và chúng ta sẽ được biết SSG thật sự là gì. Wano Cook là nguồn cung vũ khí chính cho các cuộc xung đột trên thế giới. Orochi bán vũ khí cho chính quyền thế giới thông qua CP0. Nếu Kaido bị hạ bệ, nguồn cung vũ khí sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Các đất nước đang có chiến tranh sẽ nghiêng hẳn về phía quân cách mạng. Từ điều này sẽ sớm dẫn đến một trận chiến sống còn trực diện giữa quân cách mạng với chính quyền thế giới. Nhưng sẽ còn khá lâu, bởi với sức mạnh hiện tại của quân cách mạng thì khó mà thắng được chính quyền thế giới. Đó là một chuỗi sự kiện có thể xảy ra khi một trong hai tứ hoàng Big Mom Kaido bị hạ bệ. Tất nhiên, đó là theo quan điểm của cá nhân tôi. Câu hỏi thứ hai, theo anh thì nếu Sabo bị bắt và bị hành xử giống như A thì Sabo có bị chết không và những thế lực nào sẽ đến cứu Sabo? Theo tôi, Sabo vẫn sẽ chết. Và nếu điều đó thật sự xảy ra thì bộ sư tử Sabo sẽ có một quy mô lớn hơn cả bộ sư tử của A trước đó. Bởi Sabo thuộc quân cách mạng là thế lực đối đầu trực tiếp với chính quyền thế giới chứ không phải đơn thuần là hải tặc và hải quân giống như A trước đó. Vậy nên để bảo vệ bộ sư tử đó không chỉ có các đô đốc, lính hải quân hay SSG của Vegapunk mà còn có cả các đặc vụ Cyberbolt. Lực lượng nào sẽ tới cứu Sabo? Tất nhiên quân cách mạng là chủ chốt và không thể thiếu ban hải tặc mũ rơm của Luffy cùng hạm đội của mình, cộng thêm rất nhiều ban hải tặc đồng minh. Nghe thì có vẻ ít đơn giản, nhưng với những mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của Luffy thì nó thật sự rất khổng lồ. Câu hỏi thứ ba, theo anh thì còn sự kiện nào xảy ra sau ác Wano nữa không? Sau ác Wano Quốc chỉ là gần chứ chưa phải là hồi kết của One Piece, vẫn còn rất nhiều thông tin cần được làm sáng tỏ. Tôi nghĩ rằng sau ác Wano Quốc này thì sẽ là những thông tin liên quan tới tiến sĩ Vegapunk và các phát minh của ông. Câu hỏi thứ tư, theo anh thì Dragon có ăn trái ác quỷ không và sức mạnh của Dragon là bao nhiêu? Thang đo từ 1 tới 10. Trên manga chưa thể hiện nhiều, nhưng trong anime chúng ta đã thấy được phần nào sức mạnh của Monkey D. Dragon. Và nó có liên quan tới thời tiết, mưa bão, lốc xoáy và gió. Ngoài ra, trong phần hồi tưởng của A ở chapter 587, Dragon đã sử dụng sức mạnh của mình tạo ra một con đường chạy thẳng ra biển, trong khi hai bên lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Cũng tại đây Dragon đã cứu Sabo. Từ những điều này, tôi nghĩ rằng Dragon có ăn trái ác quỷ, một trái ác quỷ hệ Logia có liên quan tới thời tiết. Nếu sức mạnh của các tứ hoàng ở hiện tại là 10 phần, thì sức mạnh của Monkey D. Dragon cũng là 10 phần. Câu hỏi thứ 5, theo anh phiến đá Bonyglit đỏ cuối cùng đang nằm ở đâu? Trong số 30 phiến đá Bonyglit thì có 4 phiến đá Rock Bonyglit có phần đặc biệt hơn, chúng có màu đỏ. Và sau chapter 967, chúng ta đã biết vị trí của 3 phiến đá Rock Bonyglit cụ thể. Phiến đá Azul thì vẫn giữ nguyên vị trí Azul, phiến đá ở Totoland vương quốc của Big Mom thì vẫn ở nguyên Totoland. Phiến đá Bonyglit chỉ đường ở Wano Quốc rất có thể chính là phiến đá Bonyglit chỉ đường ở đảo quỷ Onigashima trong tay tứ hoàng Kaido. Vậy còn phiến đá Bonyglit chỉ đường nằm trong đảo người cá ở chapter 967 thì sao? Nếu không nhầm thì đây chính là phiến đá Bonyglit chỉ đường còn đang bị mất tích. Tất cả các tứ hoàng và ban hải tặc mũ rơm đang tìm kiếm. Trong chapter 620 trước đó, Shinbei có nói rằng thời đại hải tặc bắt đầu 24 năm về trước, tứ hoàng rau trắng chính là người đã cứu đảo người cá khỏi bị con người tấn công. Rau trắng tuyên bố bảo hộ cho hòn đảo này và đảo người cá thuộc quyền cai quản của ông. Sau khi rau trắng chết, đảo người cá được ban hải tặc Big Mom bảo hộ. Cộng với việc Big Mom chỉ sở hữu một phiến Rock Bonyglit, ngoài ra trước khi tự nộp mình cho hải quân, vua hải tặc Conde Roger có gặp rau trắng và có nói về kho báu One Piece, nói về ý chí của đi. Điều này có nghĩa phiến Rock Bonyglit ở đảo người cá mất tích có liên quan tới rau trắng. Bởi đảo người cá là cửa ngõ đi vào tân thế giới của hải tặc, nên ông sợ rằng nếu phiến Rock Bonyglit nằm ở đảo người cá, nó sẽ gây đại họa cho nơi này. Ở thời điểm hiện tại, rau trắng đã chết, vậy nên rất có thể nó đã rơi vào tay tứ hoàng rau đen. Ngoài ra, tôi cũng có một trường hợp khác nhưng ít khả năng hơn. Đó là phiến Rock Bonyglit cuối cùng này đang nằm trong tay tứ hoàng Shen tóc đỏ. Shen không đi tới hòn đảo cuối cùng Laftel, nhưng cùng với Roger đã tìm ra tất cả Bonyglit, có nghĩa Shen biết về chúng. Thời điểm Roger giải tán ban hải tặc là 25 năm về trước, lúc đó Shen chỉ mới 14 tuổi, còn khá nhỏ. Vậy nên việc phiến Bonyglit cuối cùng này nằm trong tay Shen là khá thấp. Vậy nên tôi nghĩ rằng phiến Rock Bonyglit cuối cùng này có liên quan tới rau trắng và hiện tại đang nằm trong tay rau đen. Câu hỏi thứ 6, theo anh thì những con quái vật ở Tam Giác Quỷ là gì? Đầu tiên, chúng ta phải biết Tam Giác Quỷ Florian là một vùng biển mà người ta phải vượt qua khi đi từ Water Seven tới đảo người cá. Nơi đây được bao phủ bởi một màn sương dày đặc tới nỗi nó chặn tất cả ánh sáng mặt trời. Và Tam Giác Florian này được dựa theo Tam Giác Quỷ Bermuda ngoài đời thật. Những con quái vật bí ẩn sống trong vùng Tam Giác Florian này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Umibuzo.
Umibuzo là một trong những quái vật biển cả đáng sợ nhất trong văn hóa nhân gian Nhật Bản. Hơn nữa, Wadatsumi thường được gọi là Umibuzo. Điều này có nghĩa, trong thế giới One Piece, mọi người đều biết về những con quái vật bí ẩn sống trong vùng tam giác Floria này. Rất có thể những sinh vật đó không phải là quái vật. Trái lại, đây là những sinh vật sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Và những sinh vật này sử dụng sức mạnh đó để hoàn thành một nhiệm vụ của mình là bảo vệ vùng biển tam giác Floria này. Giống như cái cách mà con voi khổng lồ Junisa bị trừng phạt hơn 1.000 năm trước chẳng hạn. Rất có thể sẽ còn khá lâu nữa, những bí ẩn về tam giác Floria này mới được Oda hé lộ với chúng ta. Câu hỏi thứ 7, anh nghĩ vai trò của Kid và Law trong tương lai là gì? Và theo anh thì sức mạnh của bộ ba siêu tân tinh Kid, Law, Luffy thì cả ba có ngang nhau đúng không? Trong số 11 siêu tân tinh thì chỉ có Kid cùng với Luffy là sở hữu hai kim bá vương, những người có mộng đế vương thật sự. Kid và Law cùng với Luffy, bộ ba hải tặc trẻ này đang cố gắng thay đổi lại luật chơi ở toàn thế giới, phá bỏ hệ thống tứ hoàng đang tồn tại bấy lâu nay. Với những điều mà Law đang làm, nó không giống như Luffy hay là Kid. Law biết Luffy có ý chí cô đi giống như mình, và vai trò trong tương lai của Law là đồng hành hỗ trợ cho Luffy nhiều hơn là đi riêng lẻ một mình. Còn Kid có thể việc liên minh với Luffy và Law tại Wano Quốc này là một sự lựa chọn duy nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng trong tương lai, Kid và Luffy sẽ là một cặp đua song mã trong việc chinh phục ngôi vị vua hải tặc. Sẽ có một trận đấu tay đôi giữa hai nhân vật này. Tất nhiên, cuộc đua song mã mà tôi nói tới chỉ là dành cho những siêu tân tinh với nhau. Chứ thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn rất nhiều hải tặc hăm hè ngôi vị vua hải tặc đó. Trận chiến tổng ở Wano Quốc sắp diễn ra nên chúng ta sẽ sớm thấy được sức mạnh thật sự của ba hải tặc trẻ này. Nếu được chọn, tôi vẫn nghĩ rằng Luffy mạnh hơn Kid và Law xếp sau cùng. Câu hỏi thứ 8, anh nghĩ tại sao Roger lại cười khi tìm ra kho báu One Piece? Đầu tiên phải đính chính lại, Roger cười khi đứng trước kho báu mà Joy Boy để lại 800 năm trước. Còn kho báu One Piece là cái tên mà người ta đặt cho tất cả những thứ thuộc về Roger. Có nghĩa kho báu Joy Boy để lại chỉ là một phần của kho báu One Piece. Trong một cuộc phỏng vấn Oda năm 2017, ông đã tiết lộ rằng One Piece là kho báu hoàn toàn có thật chứ không phải là món quà tinh thần như nhiều người nghĩ. Bởi như vậy mới là phần tưởng thưởng xứng đáng cho Luffy cùng các đồng đội, cũng như sự hy sinh của nhiều nhân vật lớn khác. Vì thế, việc chúng ta thấy Goldie Roger cùng với các thành viên khác bật cười sảng khoái, tôi tin rằng chỉ là một phần nhỏ thông tin mà Oda muốn tiết lộ với chúng ta, bởi One Piece còn cả một chặng đường dài phía trước. Tôi nghĩ rằng đó là một kho báu thật sự, và ở đó có rất nhiều vàng bạc châu báu, các tài liệu liên quan tới công nghệ chế tạo vũ khí vượt bậc của vương quốc cổ đại, gia phả của các dòng tộc vương quốc cổ đại, lịch sử phát triển của thế giới, của vương quốc cổ đại và của kẻ thù của họ. Đặc biệt trong kho báu này có một món quà mà Joy Boy muốn gửi tới nàng công chúa tiên cá nhưng ông chưa thể thực hiện được. Kết hợp với bức thư Joy Boy đã khắc trên phiến đá Bonilic ở đảo người cá. Phó đô đốc Gap đã từng nhận xét về Goldie Roger rằng những hành động của Roger luôn ngay thẳng và thuần khiết như một đứa trẻ vậy. Và chúng ta cũng đã thấy Luffy, Zoro bật cười sảng khoái đầy tự nhiên như thế nào khi nghe giọng nói Pika ở Dressrosa. Vì thế tôi nghĩ rằng món quà hay một điều đó của Joy Boy làm cho nàng công chúa tiên cá nhưng chưa kịp thực hiện được. Đó là lý do vì sao với tạc Goldie Roger bật cười sảng khoái đến vậy. Câu hỏi thứ 9, anh nghĩ như thế nào về thành ngữ thiên địch của chúa? Đây là điều mà Corazon đã nói với Law sau khi biết Law cũng mang trong mình ý chí của Đi. Như tôi đã có một giả thiết trước đó, rằng ý chí của Đi thuộc về những dòng tộc thuộc vương quốc cổ đại. Còn chúa trời ở đây chính là các thiên long nhân, là Ngũ Lỗ Tinh, là Imsama, những kẻ đã xóa sổ vương quốc cổ đại 800 năm trước. Vậy nên câu nói ý chí của Đi là thiên địch của chúa trời, rõ ràng nó ám chỉ sự thù địch của những người thuộc vương quốc cổ đại cùng với những người đứng đầu chính quyền thế giới, thiên long nhân. Câu hỏi thứ 10, nếu như ba thánh gió vương Usopp, Buggy và King Amon solo với nhau thì ai sẽ thắng? Just for fun. Tôi nghĩ rằng Usopp sẽ thắng trong tất cả, từ solo sức mạnh cho tới so tài chém gió. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Ender Leader. Anh nghĩ Captain Kidd sẽ có một vai trò như thế nào trong tương lai? Và liệu Kobe có lên được đô đốc không ạ? Anh nghĩ thế nào về giả thiết này về Nami? Đầu tiên, vai trò của Kidd thì như tôi đã trả lời câu hỏi của bạn Mậu Khoa ở trên. Sau ác Wano Quốc này, Kid sẽ có một con đường riêng của mình, nhưng chung quy lại sẽ giống như Luffy đều nhắm tới ngôi vị vua hải tặc. Kid và Luffy đều đại diện sức mạnh cho những hải tặc trẻ, hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ. Vì thế tôi tin rằng Kid sẽ cùng với ban hải tặc Murom đi tới cuối cùng hành trình của One Piece. Vấn đề thứ hai, để đấu với tôi, tất nhiên cậu phải là một đô đốc. Đó là điều mà Luffy đã nói với Kobe, và ước mơ của Kobe cũng là trở thành một đô đốc hải quân. Vậy nên khả năng rất cao tương lai Kobe sẽ là một đô đốc hải quân, nhưng việc Kobe có ăn trái ác quỷ giống như những đô đốc khác hay không thì tôi không chắc lắm. Nếu được chọn, tôi muốn Kobe không ăn trái quỷ, là một đô đốc chỉ với sức mạnh thể chất Haki cộng lục thức, bởi người huấn luyện cho Kobe là phó đô đốc Gap cũng không ăn trái quỷ. Vấn đề thứ ba, tôi đã đọc giả thiết về Nami của bay này trước đó khá lâu, từ lúc mới ra, và tôi rất ấn tượng, thích cách lập luận của bạn admin K164 này. Còn việc Nami có liên quan tới vũ khí của đại Uranus giống như giả thiết này hay không, tôi không đề cập tới. Nhưng chúng ta có thể thấy mọi thứ liên quan tới sức mạnh của Nami đều gắn liền với bầu trời. Từ đám mây Zeus cho tới việc được Kuma chuyển tới đảo thời tiết trong 2 năm time skip. Vũ khí của Nami là một cây gậy thời tiết. Nami cũng hiểu biết rất sâu và rộng về thời tiết. Còn vũ khí của đại Uranus rất có thể được Oda lấy ý tưởng dựa trên vị thần bầu trời Uranus trong thần thoại Hy Lạp. Với sự tìm tòi và hiểu biết sâu rộng cũng như kết nối dữ liệu rất logic của bạn admin, tôi cũng hy vọng giả thiết đó sẽ đúng. Và câu hỏi thứ ba là của bạn Nam Lê. Nhờ anh đưa ra giả thiết về sức mạnh của Dragon và ông ta có sử dụng trái quỷ không?
Như đã trả lời câu hỏi của bạn Mẫu Khoa ở trên, tôi tin rằng Dragon có sở hữu sức mạnh trái quỷ, một trái quỷ hệ Logia có liên quan tới thời tiết. Còn sức mạnh của Dragon chúng ta chưa được nhìn thấy nên sẽ không bàn luận tới nó. Nhưng với việc là người đứng đầu lực lượng của cách mạng, thế lực đối đầu trực tiếp với chính quyền thế giới, Monkey D. Dragon phải thật sự rất mạnh và rất thông minh. Và câu hỏi thứ tư là của bạn Phi Hùng. Nếu Kaido chết thì Rodan có sở hữu trái quỷ John siêu hiếm đang không? Nếu thế thì Rodan sẽ sở hữu ba trái quỷ mạnh nhất. Như chúng ta đã biết, cho tới thời điểm hiện tại, Tứ Hoàng Rodan là người duy nhất có thể sở hữu cùng lúc hai trái quỷ đặc biệt hệ Logia, trái bóng tối Yami Yami no Mi và trái quỷ mạnh nhất hệ Paramecia, Gura Gura no Mi. Ngoài ra, theo như lời của Marco đã nói thì Rodan có một cơ thể không bình thường. Và như chúng ta đã biết trước đó thì Rodan chưa bao giờ ngủ trong đời. Kết hợp với việc Rodan là một nhà khảo cổ học giống như Nico Robin, chứng tỏ ngoài sức mạnh thì Rodan cũng rất thông minh. Nói tóm lại, Rodan nắm rõ được đặc điểm cơ thể của mình. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy biểu tượng trên lá cờ hải tặc của bang Rodan là ba cái đầu lâu. Rodan cũng sở hữu ba khẩu súng. Và cũng có rất nhiều giả thiết về việc Rodan sở hữu được ba trái quỷ và tôi cũng tin điều đó. Vậy nên tôi cũng sẽ không quá ngạc nhiên nếu sau trận chiến ở Wano Quốc, Kaido chết, Rodan sở hữu luôn sức mạnh của trái quỷ Doan Thần Thoại đó. Nhưng các bạn cũng đừng quá lo việc làm sao để có thể đánh bại Rodan khi hắn ta quá mạnh như vậy. Bởi Oda đã chừa một khe hở, đó chính là Haki. Haki luôn là khắc tinh của sức mạnh trái quỷ, vậy nên vẫn có cách để đánh bại được Rodan. Và câu hỏi thứ 5 là của bạn Lâm Nguyên Giáp. Anh có nghĩ tới việc sau ác Wano, Zoro sẽ để lại Thanh Susui và Enma lại cho tộc Kozuki và Wano Quốc không? Nếu để lại thì ngoài Thanh Kwadwo Ichimonji và Sandai Kitetsu thì Zoro sẽ sở hữu thanh kiếm nào trong tương lai? Như đã nói trong video hack kiếm của Zoro trước đó, tôi nghĩ rằng Zoro sẽ trả lại thanh đại bốc kiếm Susui của Ryuma bởi nó là trấn quốc bảo kiếm của Wano. Còn thanh đại bốc kiếm Diêm Vương Enma thì Zoro sẽ không trả lại vì Kozuki Hiyori đã tặng nó cho cậu ta để thay thế cho thanh Susui trước đó. Ngoài ra, ở Wano Quốc, ngoài Kozuki Den thì chưa ai sử dụng được thanh kiếm này và giờ là Zoro. Còn thanh Sandai Kitetsu hay được gọi là Kitetsu Đệ Tam mà Zoro đang dùng hiện tại, tôi nghĩ Zoro sẽ đổi nó sau khi kết thúc ác Wano Quốc. Cụ thể, Zoro sẽ đổi thanh Sandai Kitetsu để lấy thanh Nidai Kitetsu, Kitetsu Đệ Nhị, chính là thanh kiếm mà Luffy đã mượn xài tản trước đó. Và nó cũng là một trong 21 thanh đại bảo kiếm. Đổi bằng cách nào? Ông lão thờ rằng Tengi Yamahitetsu sẽ tặng nó cho Zoro. Trước đó tôi có nói rằng Zoro sử dụng 3 kiếm thuộc phái Tam kiếm phái Santoryu. Vậy nên Zoro sẽ không sở hữu một thanh cực phẩm đại bảo kiếm nào hết mà thay vào đó là 3 thanh đại bảo kiếm. Bởi những thanh cực phẩm đại bảo kiếm giống như Zoro hay thanh đao Muragiri của Râu Trắng đều rất to, rất cồng kỳ, nó không phù hợp với trường phái kiếm thuật của Zoro. Sức mạnh của Zoro mang hơi hướng hắc ám quỷ dữ, và còn gì tuyệt vời hơn nếu Zoro sở hữu 3 thanh đại bảo kiếm đều mang sức mạnh của quỷ dữ. Và 3 thanh kiếm chính thức của Zoro sẽ là Wado Ichimonji, Nidai Kitetsu và Diêm Vương Enma. Và câu hỏi thứ 6 là của bạn Di Anh Trần Hoàng. Mình nghĩ là nên làm một video nói riêng về nhân vật Bất Ghi. Mình không nghĩ vai trò của Bất Ghi chỉ dừng lại ở cây hài trong suốt bộ truyện. Đúng rồi bạn, tôi cũng không nghĩ vai trò của Bất Ghi chỉ đơn giản như vậy. Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên Bất Ghi và Shane lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy, như là cùng làm hải tặc trên tàu Orion, cùng 39 tuổi. Ngoài ra cũng giống như Shane, tới thời điểm hiện tại vai trò thật sự của họ trong One Piece khá mờ nhạt, chưa có nhiều đất diễn thật sự. Rõ ràng càng về cuối thì càng hấp dẫn, nhân vật xuất hiện sau cùng luôn có vai trò quan trọng. Và tôi sẽ cố gắng sớm làm một video về nhân vật Bất Ghi này. Và câu hỏi thứ 7 là của bạn New Bay In Game. Anh có nghĩ hạm đội Murom sẽ đóng một vai trò gì đó ở ác Wano không? Liệu Marco sẽ tham gia hạm đội này? Luffy có tiếp nhận thêm đồng đội ở Wano không? Mong anh trả lời. Oda nói rằng trận chiến ở Wano Quốc sẽ lớn hơn rất nhiều so với trận chiến tổng bộ hải quân Marineford trước đó. Vì thế rõ ràng thành phần tham gia cũng như số lượng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt lần này không giống như ở Marineford 2 năm trước, Luffy là một thế lực chính quan trọng ở trận chiến tổng Wano. Vì thế tôi tin rằng hạm đội Murom sẽ sớm xuất hiện để hỗ trợ cậu ta. Bởi như tôi đã nói trước đó, bốn tư hoàng khả năng cao sẽ sớm xuất hiện đầy đủ, cộng thêm một lượng lớn lính hải quân và các cựu thất vũ hải. Vậy nên không có lý do gì mà hạm đội Murom lại không xuất hiện. Vấn đề thứ hai, tôi nghĩ Marco sẽ không gia nhập hạm đội Murom mà sẽ hợp tác với Luffy dựa trên danh nghĩa là một đồng minh thân cận. Vấn đề thứ ba, tôi đã có một video nói về thành viên thứ 11 của ban hải tặc Murom sau Jinbei, và nhân vật mà tôi muốn nói tới chính là Caribou tóc ướt. Caribou cũng xuất hiện ở Wano Quốc này, đang xin làm lính dưới trướng Luffy, có thể sức mạnh của hắn ta sẽ hữu dụng trong thời gian sắp tới. Ban hải tặc Murom tới lúc này phải nói là rất đa dạng về sức mạnh, từ khoa học công nghệ cho tới trái quỷ Zon, trái quỷ Paramecia, người cá rồi tất cả kiếm sĩ đều có đủ. Nhưng ban hải tặc Murom vẫn chưa có ai sở hữu năng lực trái quỷ hệ Logia, vì thế Caribou khá phù hợp. Caribou hiện tại cũng không còn đồng đội, vì thế tôi tin rằng sau khi kết thúc trận chiến tổng ở Wano Quốc, Caribou sẽ gia nhập ban Murom. Và câu hỏi thứ 8 là của bạn Chí Thiện, và trong này có 4 câu hỏi nhỏ. Câu hỏi đầu tiên, nếu như người sử dụng Jet Kai và Haki vũ trang cùng lúc thì có thể chống đỡ được Haki vũ trang cấp cao không anh? Theo tôi thì điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Giống như đã nói trong video về lục tức trước đó, sức mạnh của Haki dựa trên ý chí người sử dụng, còn Jet Kai dựa trên thể chất người dùng. Nếu người sử dụng Jet Kai có cơ thể to khỏe giống như Luffy cộng thêm sức mạnh ý chí của Luffy, thì khi kết hợp Jet Kai cộng Haki vũ trang cấp độ cơ bản cũng thật sự rất đáng gờm.
Còn haki vũ trang cấp độ cao nhất là đánh xuyên giáp làm bị thương đối thủ từ bên trong. Nó cũng tùy thuộc vào người sử dụng như thế nào, có kết hợp với sức mạnh trác quỷ giống như Luffy hay không, hay chỉ đơn thuần là sử dụng sức mạnh của haki giống như Shen, Gap. Tôi nghĩ nếu chỉ với haki vũ trang cấp độ cơ bản cộng Tenkai và người sử dụng chính là Luffy thì có thể chống chịu được những cú đấm bọc haki vũ trang cấp độ cao nhất của Luffy. Nhưng khó mà trụ lâu được, bởi Luffy sẽ sử dụng những cú đấm bọc haki vũ trang cấp độ cao nhất của mình trong trạng thái Reform. Câu hỏi thứ hai, anh cho giả thiết về sức mạnh của Dragon đi. Như tôi đã giải đáp câu hỏi của bạn mẫu khoa phía trên, khả năng cao Dragon có sở hữu một trái quỷ hệ Logia có liên quan tới thời tiết. Còn sức mạnh cụ thể như thế nào thì cần phải có thêm thông tin từ Oda. Nên giả thiết về sức mạnh của Dragon ở thời điểm hiện tại khá mơ hồ, giống như kiểu Dragon sử dụng haki rất thuần thục, rất mạnh, ngoài ra nhân vật này cũng có thể sở hữu haki ba vương. Câu hỏi thứ ba, anh làm về sức mạnh của AD vì có những thông tin là A sở hữu cả ba loại haki nhưng em chưa thấy A sử dụng bao giờ. Tôi có nói sơ lược về sức mạnh của A trong video nói về Sabo. A cũng đã chết nên tôi không nói nhiều về nhân vật này nữa, đặc biệt là sức mạnh. Nhưng với vai trò là chủ huy đội 2 của ban hải tặc rau trắng, A thật sự rất mạnh. A chính xác là có sở hữu haki ba vương và lần duy nhất mà chúng ta thấy A sử dụng nó là trong phần hồi tưởng của cậu ta ở chapter 587. A đã vô tình bộc phát haki ba vương khi cố gắng cứu Luffy khỏi ban hải tặc Blue Gem. Câu hỏi thứ tư, làm giả thiết Nami là Uranus đi anh, vì khi Shiraoshi gặp Nami thì thấy rất thân quen. Vì giả thiết Nami có liên quan tới Uranus, tôi đã trả lời câu hỏi của bạn Ender Leader phía trên. Admin K164 của Bay hội những người ăn ngủ cùng Wanbi đã có một giả thiết rất hay về điều này, bạn nên tham khảo nó. Và câu hỏi thứ 9 là của bạn Sanji. Anh có nghĩ đại hạm đội Murom có đến Wano không? Như đã trả lời câu hỏi của bạn New Bay in game ở trên, tôi tin rằng khả năng cao hạm đội Murom sẽ sớm xuất hiện ở Wano quốc này. Oda nói rằng trận chiến ở Wano quốc sẽ lớn hơn rất nhiều so với trận chiến ở tông bộ hải quân trước đó, vì thế rõ ràng thành phần tham gia cũng như số lượng sẽ lớn hơn rất nhiều, vậy nên không có lý do gì hạm đội Murom lại không xuất hiện ở đây. Và câu hỏi cuối cùng là của bạn Quang Nguyễn. Tại sao Robin chưa bao giờ nói nội dung trên những phiến Morning Leak mà cô từng đọc được cho ban Murom nghe nhỉ? Câu hỏi của bạn thật sự rất hay, nhưng việc Robin chưa bao giờ nói nội dung trên những phiến Morning Leak cô từng đọc cho các thành viên trong ban hải tặc Murom nghe là không đúng. Trong chapter 818 Dog Ozo, trên lưng cây cá voi, Robin đã dịch những thông tin ghi trên phiến đá Rock Morning Leak để cho Nami coi. Và theo như lời của Nami thì những thông tin đó giống như một tấm hai đồ vậy. Nhưng dường như không phải thông tin nào Robin cũng kể cho các thành viên của ban hải tặc Murom nghe, có khi là che giấu. Ví dụ thông tin về vũ khí của đại Bluton ở Alabasta hay thông tin về vũ khí của đại Poseidon ở đảo Ranger Skypiea. Những thông tin này Robin đã che giấu không để cho ai biết cả. Bởi Robin biết sự nguy hiểm của các vũ khí của đại, đó là một phần nguyên do vì sao Ohara bị xóa sổ, vì sao nhóm sát thủ CB9 truy bắt Franky cho bằng được. Và đặc biệt, mục tiêu của cô không phải là những thông tin về vũ khí của đại, mà là những thông tin về lịch sử thật của thế giới được ghi chép trên chiến phiến đá Rio Morning League. Và trên đây là tất cả những câu trả lời của tôi cho 10 bình luận được nhiều lượt like nhất. Nếu số đầu tiên của chuyên mục hỏi đáp này được anh em yêu thích, tôi sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.